Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con xin giới thiệu cô chú một số chậu hàng phi ăn rừng. Đây là hàng thuần nha cô chú. Và cây bên con đang lên mầm cực kỳ khỏe luôn, hoàng phi ăn rừng. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hoa của nó có hương thơm nha cô chú. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu luôn. Đây là mặt hoa của hàng phi ăn rừng nha cô chú. Bên con là hàng thuần và cây đang lên mầm rất là khỏe. Và tôi đang giới thiệu của chú mình cái hình cây của nó. Và đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số đầu tiên nha cô chú, mã số 1. Và mấy chậu này thì chừng 1 tháng nữa thì cây nó sẽ bắt đầu cho hoa rồi cô chú, tại vì mắt nó đã sưng và cây đã đứng ngọn hết rồi. Hoàng phi ăn rừng đây là hàng thuần nha cô chú. Và cây bên con thì đã bắt đầu ra rễ và nói chung là mầm nó đang xuống rồi, mầm cực kỳ khỏe nè. Hoàng phi ăn rừng hàng thuần. Và mã số của nó là mã số 1. Giá tiền của nó là 240.000 nha cô chú, mã số 1. Và kích thước cây của nó đang dài được tầm khoảng 40 cm của chú. Một số thân thì đã cho hoa hôm mùa trước nè, và bên con giữ lại không cắt luôn á. Dài tầm khoảng 40-45 cm. Và thân của nó là cực kỳ mập nha cô chú. Thân rất là mập, rất là đã luôn á. Đó, u nu luôn cô chú. Đây là hoàng phi ăn rừng, mã số là mã số 1. Và giá tiền của nó là 240.000 cho mã số 1 của chú. Hoàng phi ăn rừng giá là 240, mã số 1. Và tiếp tục đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số tiếp theo, đó là mã số 2 nha cô chú. Và chậu này đang lên rất là nhiều thân luôn. Tuy nó ngắn nhưng mà nó có rất là nhiều thân nha cô chú. Và thân của nó là cực kỳ mập luôn, thân rất là mướt cô chú. Đó. Và thân này đang lên kỳ luôn nè. Và nói chung là khoảng 1 tháng nữa thì bắt đầu tuột lá cho hoa nè. Đang có mắt đang sưng nè cô chú. Đó. Mã số là mã số 2. Và kích thước ở đang dài tầm khoảng 35 cm nha cô chú. Mã số là mã số 2. 240.000. Tiếp tục đây là mã số 3 nha cô chú. Nhìn thân rất là đã luôn, nó cỡ con cái con á, thân rất là đã. Và đã bắt đầu xuống rễ nha cô chú. Hoàng phi ăn rừng đang có một số mầm đang lên nè cô chú. Và giá của nó cũng là 240.000 luôn cô chú. Đó, bụi này thì một số thân đã bắt đầu chuẩn bị là nó sẽ cho hoa đó cô chú. Tại vì mắt đã sưng và thân đã đứng ngọn hết rồi. Và giá ở chỗ này là 240.000, mã số là mã số 3. Đang dài được tầm khoảng 33-34 cm, mã số là mã số 3. Giá là 240 nha cô chú. Đây là hoàng phi ăn rừng mã số 3, 240.000 đó. Cô chú nhìn thân rất là mập nha cô chú, mập ú u luôn á. Và mã số là mã số 3, 240. Tiếp tục đây là chậu hoàng phi ăn mã số tiếp theo nha cô chú, mã số là mã số 4. Nó cô chú nhìn cái thân của nó là cực kỳ mập luôn cô chú. Và ở đây có một số mắt ở đây chuẩn bị sưng mắt nè, chuẩn bị là sẽ bắt đầu cho hoa đó cô chú. Và chậu này thì đang lên mầm luôn. Đó, nói chung là cây cực kỳ khỏe. Và đây là hàng thuần vườn nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 4 và giá tiền là 240.000. Đây là hoàng phi ăn rừng cô chú. Và cái thân dài nhất của nó đang tầm được khoảng cỡ 45 và thân ngắn là tầm khoảng 35 cm cô chú. Ủa, nói chung là cũng nhiều thân đó. Mã số là mã số 4, giá là 240.000. Đây là hoàng phi ăn rừng. Và đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 5 và giá tiền cũng là 240 luôn. Nó đang có một số mầm nè cô chú. Đó. 240.000. Nó đang dài từ khoảng 30-35 cm và thân của nó là cực kỳ mập nha cô chú. Chuẩn bị hoa hết rồi, tại vì nó rất là sung luôn á. Mắt đã sáng rồi, rất là khỏe. Hoàng phi ăn rừng nha cô chú, cây đang lên mầm rất là tốt. Mã số của nó là mã số 5. 240.000 cho mã số 5 nha cô chú. Tiếp tục đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số tiếp theo. Và mã số của chậu này là mã số 6 nha cô chú. Giá tiền là 240.000 luôn. Và cây đã bắt đầu nó nhú ra nè cô chú. Nhú mầm ra hết rồi. Và cây là cực kỳ mập nha cô chú. Đó. Bị ngang khoảng 3 cm luôn nè. Rất là mập. Và thân nhỏ thì đang dài tầm khoảng gần 30 và thân dài nhất là khoảng 40 cm. Và giá của chỗ này là 240.000. Mã số của nó là mã số 6 nha cô chú. Đây là hàng phi hạt rừng, hàng trồng thuần. Thân là cực kỳ mập nha cô chú. Thân thủ rất là đẹp. Chuẩn bị là sẽ 1-2 tháng bắt đầu cho hoa đó cô chú. Mã số là mã số 6, 240.000. Và cái hoa của nó là có hương thơm nha cô chú. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Mã số 6, 240. Tiếp tục đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số 7 nha cô chú, đang có một số mầm mà. Và nó có một thân lớn đã bắt đầu nó sưng mắt rồi nè cô chú. Thân lớn sưng mắt rồi nè. Đó. Nói chung là cây cực kỳ đẹp nha cô chú, rất là khỏe luôn á. Và đây là chậu hoàng phi ăn rừng mã số tiếp theo. Mã số của nó là mã số 7 cô chú. Và thân dài nhất của nó đang tầm khoảng 50 cm.
và tấn ngắn hay tầm khoảng 35 nha cô chú. Hoàng phẹt rừng và mã số của nó là mã số 7. Giá tiền của chậu mã số 7 là 240.000 cho mã số 7 cô chú. Hoàng phẹt rừng. Đây là chậu hoàng phẹt rừng mã số tiếp theo nha cô chú, mã số 8. Và cái thân lớn nhất của nó đang dài tầm khoảng 45 và thân cấn ngắn tầm khoảng 35 cm nha cô chú. Đó, nói chung là mầm đang lên cực kỳ khỏe luôn. Mã số của giờ này là mã số 8 hoàng phẹt rừng nha cô chú. Và giá của nó là 240.000 cho mã số 8. Cây rất là khỏe nha cô chú. Đây là hoàng phẹt rừng. Mã số là mã số 8, giá là 240.000. Thân rất là mập luôn nha cô chú. Ú u luôn á. Và đã sưng mắt rồi nè, chuẩn bị là nó sẽ một tháng bắt đầu cho hoa nha cô chú. Tiếp tục đây là chậu hoàng phẹt rừng mã số tiếp theo cô chú, mã số 9 nè. Và cái giò này vừa có thân đã đứng ngọn mà vừa có kỳ luôn nè cô chú, kỳ trên thân già. Và nói chung là đã ra rễ cực kỳ khỏe nha cô chú. Kích thước cây của chậu này thì nó chỉ tầm được khoảng cỡ 30 đến 35 cm thôi. Và giá của chậu này là 240.000. Mã số của nó là mã số 9 nha cô chú. Đây là hoàng phẹt rừng mã số 9, giá là 240. Đó, nói chung là cây rất là khỏe nha cô chú. Hoàng phẹt rừng mã số tiếp theo đó là mã số 9 và giá của nó là 240.000. Và đây là chậu tiếp theo nha cô chú, mã số của chậu này là mã số 10. Nói chung là cái này cô chú mình không thích mã số thì cô chú mình cứ nói con lựa cho cô chú mình cây đẹp nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 10 và giá của nó cũng là 240 luôn cô chú. Nói chung là cây đã bắt đầu ra rễ nè. Cái kỳ đã ra rễ nè cô chú. Đó. Và mầm thì cũng đã bắt đầu nhú lên rồi. Cây là cực kỳ khỏe cô chú. Đây là hoàng phẹt rừng và mã số của nó là mã số 10 và giá tiền là 240.000 mã số 10 nha cô chú, hoàng phẹt rừng. Tiếp tục đây là mã số 11 nha cô chú. Ở ngoài mình nhìn cái thân nó mập ú rất là đã luôn á cô chú, rất là đã luôn. Mã số là mã số 11 và giá tiền của chậu này cũng là 240.000 nha cô chú. Kích thước cây đang dài là tầm khoảng gần 40 cm nè. Đó, nói chung là cây rất là mập luôn á, cực kỳ khỏe. Và nó đang chuẩn bị có một số mắt đang sưng lên nè, chuẩn bị là sẽ bắt đầu khoảng một tháng bắt đầu cho hoa nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 11 và giá của nó là 240.000 cho mã số 11. Tiếp tục có là mã số 17 và nó giá của nó cũng là 240 đồng giá nha cô chú. Đang có hai mầm nè. Đây là chậu hoàng phẹt rừng mã số tiếp theo, đó là mã số 12. Chậu này thì đang dài tầm khoảng 35 cm. Mã số là mã số 12, giá là 240. Và thân này đã đứng ngọn rồi cô chú, thân là cực kỳ mập luôn á. Đang có một số mắt đang sưng nè, chuẩn bị là một tháng bắt đầu hoa nha cô chú. Đây là hoàng phẹt rừng mã số là mã số 12, giá tiền là 240.000 đồng giá. Đây là mã 13 nha cô chú, chậu này có nhiều thân nè và mầm nó cũng đang lên luôn. Kích thước cây thì chậu này đang dài được tầm khoảng 35 cm nha cô chú. Và giá của nó là 240.000. Mã số của chậu hoàng phẹt này là mã số 13. Hoàng phẹt rừng nha cô chú, mã số là mã số 13. Giá là 240, cây rất là khỏe luôn cô chú. 240.000, mã số là mã số 13. Tiếp tục mã số tiếp theo, mã số của chậu này là mã số 14 cô chú. Cũng có giá tiền là 250.000 luôn. Và kích thước của chậu này đang dài được tầm khoảng 33 cm nha cô chú. Giá là 250. Một số này thì đã bắt đầu là Tết nó sẽ bắt đầu cho hoa nha cô chú. Một tháng nó sẽ cho hoa thôi. Giá là 240, mã số là mã số 14, hoàng phẹt rừng. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Mã số của chậu này là mã số 15. Và giá của nó cũng là 240 luôn. Nó đang dài tầm khoảng 35 cm nha cô chú, đang có mầm nè. Và cô chú nhìn cái thân của nó là cực kỳ đã nha cô chú. Mã số là mã số 15, mã cuối cùng và giá là 240.000, hoàng phẹt rừng. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.